Trời ơi, đàn cả mù xanh. Đàn cả mù xanh vẫn chưa biết nguy hiểm, vẫn đang bơi với tốc độ cao để săn mồi. Làm cho cả tôm nhỏ sợ hãi chạy tán loạn. Ở đâu, nhị dương, cá mú xanh ở đâu thế? Ôi trời, nhiều cá mú xanh quá. Trời ơi, thế này thì phát tài rồi. Ba ơi, ba gọi cho anh Quang và mấy người kia đi, bảo họ nhanh chóng đánh bắt, tiện thể mang lưới của con ra đây nữa. Cá mú xanh có thân hình bầu dục dài, dài khoảng 15-20 cm, ăn tôm qua và các loại đầu chân, thường sống ở vùng san hô ven bờ. Là loài cá sống ở đá ngầm, không di cư. Nhị dương thả một mẻ lưới xuống. Trời, nặng thế này. Mẻ này chắc cũng được mấy chục con rồi. Lần này không chỉ kiếm được tiền từ sứa, về thành phố còn gặp được đàn cá mú xanh lớn thế này. Đúng là mẫu tổ phú hộ mà. Vớt đi, vớt hết sức đi. Người trên ba thuyền khác cũng phấn khích không kém. Ai nấy đều hối hả thả lưới. Lúc này anh Quang với vẻ mặt đầy vẻ quyến rũ nói với anh ba. Anh ơi, đi theo anh của Nhiên phát tài thật. Đúng vậy, có khi nhị dương là con ruột của mẫu tổ thật. Nghĩ kỹ lại xem, chúng ta đi theo nhị dương chưa bao giờ không kiếm được tiền. May mắn thôi, đâu có thần kỳ như mấy người nói đâu. Nói bậy, mày chính là may mắn đó. Chúng ta cùng đi biển, lúc nào mày cũng thu hoạch nhiều nhất. Đi biển đánh cá cũng vậy, đi theo mày, lúc nào cũng đầy thuyền cá. Tao với tiểu tiểu đi một mình thì bình thường thôi. Có lẽ vì mẫu tổ nương nương thấy tao có lòng thành. Mấy người cũng biết mà, cái đỉnh đồng tôi vớt được đều dâng cho mẫu tổ nương nương rồi. Bà ấy chắc chắn phải chăm sóc tôi đặc biệt chứ. Mấy người nghĩ lại, có vẻ đúng là như vậy thật, nên không nói gì thêm nữa. Lúc này, Diệp Nhị Tẩu thắc mắc hỏi. Cá mú xanh là gì vậy? Có đắt không? Nói nhảm, bình thường bảo cô ra bến tàu phụ giúp, cô không chịu. Giờ thì hay rồi, xem kia, chẳng biết gì về giá trị của nó cả. Nhị Tẩu à, bọn họ ai cũng đang chảy nước miếng kia, chị nghĩ có đáng giá không? Thế thì chắc là rất đắt rồi. Phải trèo thì nhanh lên, cố sức lên cho lão nương. Đúng đúng đúng, Diệu Bằng, anh cũng cố lên. Tôi với Thúy Hoa lo phần chọn lọc. Nghe vậy, mọi người đều không muốn thua kém, đều bắt đầu hối hả làm việc. Một lúc sau, Nhị Dương nhìn mặt biển nói, ba ơi, nhanh lên, kéo thêm vài mẻ nữa, đàn cá mú xanh sắp chạy mất rồi. Thằng danh, sao mày còn nói nhảm? Mau thả lưới đi. Người trên ba thuyền khác nghe đàn cá sắp chạy, đều vội vàng dùng hết sức để thả lưới và kéo lưới. Cho đến một giờ sau, khi đàn cá biến mất, bố Diệp nhìn đống cá trên thuyền, vui mừng khôn xiết. Mấy con cá này cộng lại chắc cũng được 200-300 cân nhỉ. Nhị Dương à, chắc đáng giá mấy trăm đồng lớn đấy. Nhưng mình phải nhanh chóng về nhà thôi. Ba, mấy con cá này lên bờ không sống được lâu đâu. Yên tâm đi, mình đã vào phạm vi dân sinh rồi. Trước khi trời tối chắc chắn về đến nhà. Vốn đang cười, Diệp Đại Tẩu, Diệp Nhị Tẩu nghe nói cá chết thì không đáng giá, vội vàng nói. Ba ơi, vậy mình nhanh chóng xuất phát đi. Đúng vậy, Diệu Bằng, anh đừng nghỉ ngơi nữa, mau đi lấy thuyền đi. Được, vậy tôi đi lái thuyền đây. Bốn chiếc thuyền tiếp tục hành trình, chỉ là đến khoảng 2 giờ chiều. Họ nhìn thấy, trên mặt biển có 3 chiếc tàu đánh cá dài, khoảng 30 mét đang tiến đến. Chưa được bao lâu, đột nhiên. Trời ơi, bên đó có phải là một chiếc tàu bị hỏng không? Trời à, đúng thật. Vừa nãy còn thấy mấy chiếc tàu đó đang di chuyển. Sao bây giờ lại có một chiếc dừng lại vậy? Lúc này, bố Diệp đi tới và lên tiếng. Khi vừa mới chạy tàu, hình như tôi thấy có một con cá lớn trên mặt biển, nhảy lên khỏi mặt nước, ngay gần chiếc tàu đó. Lời của bố Diệp vừa dứt, lúc này họ cũng đều nhìn thấy con cá nhảy lên khỏi mặt nước dài rằng rặc, vây lưng của nó to như một lá cờ, ước chừng dài 3-4 mét. Trời ơi, đây là cá kiếm đang tấn công tàu đánh cá à? Nhị Dương à, con nhìn xem, chiếc tàu đó có vẻ hơi nghiêng không? Ngay lúc đó, chiếc tàu hơi nghiêng đó đột nhiên tăng tốc chạy về phía hòn đảo xa xa, và những chiếc còn lại đuổi theo sát sao phía sau. Hai chiếc tàu chở đầy hàng bên cạnh do dự một lúc, rồi cũng đuổi theo. Chỉ một lát sau, họ thấy chiếc tàu chạy về phía đảo đầu tiên, đột nhiên nghiêng một góc 45 độ. Chết tiệt, nó lật rồi. Chúng ta có nên đuổi theo xem không? Ba à, hai chiếc tàu kia đã đuổi theo rồi, chắc không sao đâu. Chúng ta cứ ở đây quan sát đi. Nhị Dương vươn cổ ra, nhớ mắt lại, nhưng cũng chỉ thấy được đống hàng chất đầy trên hai chiếc tàu bên kia. Còn chiếc tàu kia thì sao? Chiếc bị lật đó thế nào rồi? Nhưng không thấy rõ. Hay là chúng ta lại gần một chút? Đừng đến quá gần, chỉ nhìn thôi. Bố Diệp không thể từ chối Nhị Dương, đành phải gọi anh cả Diệp, anh hai Diệp, anh Quang, Tiểu Tiểu và những người khác. Sau khi hỏi và mọi người đều không có ý kiến, mới cho tàu chạy về hướng đó. Lúc này, ủa, hai chiếc tàu kia có vẻ như đang kéo chiếc tàu đó đi. Ôi trời, Nhị Dương à, trên biển hình như có cái gì đó. Là mấy cái thùng và bao tải. Ba, cho tàu chạy nhanh lên, qua đó xem thử đi. Bốn chiếc tàu nhanh chóng tiến về phía trước. Khi đến gần, anh Thủy nói to. Anh Dương, mấy cái thùng và bao tải đó chắc chắn là rơi ra khi chiếc tàu kia vừa nghiêng. Đúng đúng đúng, không thì sao lại tập trung nổi ở đây được. Phát tài rồi. Nhị Dương, chúng ta vớt hết mấy cái thùng và bao tải này lên đi.
Bên trong chắc chắn có đồ tốt. Chưa chắc đâu. Đồ thường thì chìm xuống đáy luôn rồi. Những thứ nổi trên mặt nước thường nhẹ hơn. Có thể chỉ là vài món đồ nhỏ thôi, không chắc được. Nhưng mà có nhiều thùng và bao tải thế này. Dù sao cũng là được không mà mất gì. Có thể vớt lên xem thử là gì đã. Mấy thứ trên tàu chắc chắn là để mang về bán kiếm tiền mà. Đúng đúng đúng, họ từ ngoài biển xa trở về. Chắc chắn là để bán kiếm tiền rồi. Mình vớt lên trước đã, biết đâu bên trong có gì tốt. Bố Diệp hưởng ứng một cách phấn khích, lái tàu từ từ tiến đến gần những vật nổi trên biển. Khi đến gần những vật nổi, mọi người đều định tranh thủ thời gian vớt nhanh. Vớt xong rồi đi ngay, họ còn phải chạy đường nữa. Hơn nữa cũng sợ hai chiếc tàu kia kéo tàu vào bờ xong quay lại. Ôi, mấy cái bao tải này cũng nặng phết nhỉ. Bên trong rốt cuộc là cái gì vậy? Nó nổi trên mặt biển mà không chìm xuống. Chắc cũng không nặng lắm đâu. Có khi nào gỗ đang giữ cho mấy thứ bên trong nổi lên không? Thì mấy thứ nặng vẫn sẽ chìm xuống thôi. Thôi đừng nói nhiều nữa, mau vớt lên đi. Vớt xong rồi chúng ta chuồn nhanh. Lúc đó mở ra xem từ từ. Mấy thứ nổi trên mặt biển cũng chỉ có chục 20 cái. Bốn chiếc thuyền chỉ mất một tí là vớt hết lên rồi. Anh Dương đếm sơ qua, bốn thuyền của họ vớt được 3 cái hòm, 4 cái bao. Chủ yếu là mấy cái gần thuyền của họ. Dễ vớt hơn, vớt xong là họ lập tức cho thuyền chạy ngay. Chạy một đoạn xa mới dừng lại. Mở ra xem có gì hay ho không. Trên đường về không ngờ còn kiếm được món hời. Chẳng biết có đáng giá không nữa. Cậu mở đi, may mắn của cậu tốt mà. Hai cái bao này nhìn hình dáng giống nhau, đều là hình dài. Không phải vải vóc đấy chứ. Có thể lắm, vải cũng tốt mà. Mang về giặt qua, phơi khô rồi dùng may quần áo được. Khi anh Dương gỡ dây buộc trên đầu ra, chỉ thấy bên trong xếp gọn gàng, đủ loại vải dệt pali nhiều màu sắc hoa văn. Thấy vậy mấy người lập tức mừng rỡ. Đệt, thật sự là vải luôn, có vẻ cũng được mười mấy tấm rồi. Vải tốt đấy, mỗi mét vải này cũng mấy đồng đấy. À phải rồi, bên kia còn một bao hình dáng giống thế này, chắc chắn cũng là vải. Nhanh lên, mở hết ra xem là vải gì, nhìn màu sắc rực rỡ quá, trông đẹp phết. Được rồi, con mở ngay đây. Bà sốt ruột quá, không còn nghi ngờ gì nữa. Bao thứ hai mở ra cũng toàn vải, nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên hơn là cả bao này toàn vải nỉ hoa hết. Ái cha, cả bao này toàn vải nỉ may quần áo mùa đông kia. Nghe nói cái này đắt lắm, đợi đến mùa đông năm nay mang ra may áo khoác là vừa. Thật là đào được bảo. Không ngờ lại có vải nỉ, mấy người càng phấn khích hơn. Vải nỉ còn đắt hơn, áo khoác làm từ nó đâu có rẻ. Có mấy tấm màu đen, còn có cả màu đỏ và màu bè nữa, còn có cả kẻ cazo đen trắng. Tốt quá, toàn những màu đẹp không? Nghe nói một cái áo khoác phải cả trăm đồng, này đủ may cả trăm cái rồi nhỉ, cậu vớt chuẩn thật đấy. Cả vải nỉ cũng vớt được, có gì đâu anh Thủy, mấy cái bao nổi ngay trước mặt. Nhắm mắt cũng vớt được, em cũng chỉ tiện tay vớt hai cái thôi. Để em xem ba cái hòm nhỏ kia, với hai bao còn lại là gì, lát nữa mọi người chọn một ít nhé. Ngay lúc đó, họ cũng nghe thấy thuyền bên cạnh đang reo hò. Mọi người đều nhìn sang. Họ cũng đang mở hòm. Chắc mở ra thấy đồ tốt rồi. Là giày da. Tôi mở ra một hòm giày da. Tiếc quá, lúc nãy chúng ta nên vớt thêm mấy cái hòm mới phải. Không biết chìm xuống biển bao nhiêu cái rồi. Tiếc gì chứ, mấy cái này đều là đồ nhặt được. Cho chúng ta nhặt được mấy thứ thế này đã là tốt lắm rồi. Mà mấy thứ chìm xuống ấy, chắc ngâm nước biển cũng chẳng dùng được nữa đâu. Chỉ có mấy tấm vải này mang về giặt qua là may quần áo được thôi. Anh Dương có tâm lý rất tốt, trước đó vớt sứa biển cũng kiếm được kha khá rồi, lúc nãy còn gặp được đàn cá mú xanh, mấy cái này cũng chỉ là phụ thêm thôi, có được vậy là tốt lắm rồi. Bố Diệp cũng gật đầu. Nếu là radio, máy ảnh, máy ghi âm, mấy thứ điện tử đó, ngâm nước chắc cũng không dùng được đâu. Đúng đúng đúng, chúng ta tiếp tục đi, mở hết ra, xem mấy cái đó còn có gì nữa. Anh Thủy, anh đi mở mấy cái bao và hòm còn lại đi. Được, được, sau khi anh Thủy đi, anh Dương tiếp tục mở hòm bí mật, chẳng mấy chốc. Là đồng hồ điện tử. Trời ơi, cả một hòm đồng hồ điện tử bị ngâm nước rồi à? Còn dùng được không nhỉ? Một cái đồng hồ điện tử cũng phải 8-9 đồng rồi nhỉ? Ở đây có mấy chục cái. Ái cha, anh Dương này phát tài rồi. Bố Diệp nghe họ mở ra được đồng hồ, cũng vươn cổ ra. Đệt, anh Thủy à? Đưa một cái cho ta xem với. À phải rồi, có bị ngâm nước không? Còn dùng được không vậy? Bố à, bố cứ mở cái hòm của bố đi đã. Lát nữa xem cũng được mà. Lúc này, không ngờ hai cái hòm này toàn băng cassette. Băng cassette cũng tốt, dân thành phố thích lắm, hay dùng nghe máy ghi âm. Anh Thủy còn hai bao nữa đấy. Anh mau mở ra xem đi. Cái của tôi là quần áo phụ nữ. Tiền của phụ nữ dễ kiếm, xem ra mấy người này cũng khá thông minh đấy. Còn một bao nữa, để ta mở nhé. Chỉ thấy bố Diệp thò đầu ra, mắt nhìn anh Dương đầy mong đợi. Được rồi, bố mở đi. Bố Diệp vò tay,
Mặt già nua nở nụ cười rạng rỡ. Mấy người này biết chọn thật đấy. Mang về toàn những món hàng hot thế này. Mấy thứ này chẳng lo bán. Mấy cái đồng hồ với băng cassette đều tốt cả. Bán được khối tiền đấy. Tiếc là rơi xuống nước, chẳng biết hỏng mất bao nhiêu. Ông vừa mở bao, miệng vẫn lẩm bẩm. Người lớn tuổi dường như đều có một thói quen, là thích lải nhải. Cái bao của ta là màn chống mũi nylon. Cái này cũng tốt, cũng là đồ tốt đấy. Nghe nói trời nóng không bị hỏng, nhiều người xếp hàng mà còn không mua được. Có người còn phải nhờ người mua hộ khắp nơi. Ái cha, tám thúc ơi, cái màn chống mũi nylon này dễ giặt lại bền nữa. Trong cái bao này chắc có mấy cái đấy. Vẫn là tay tôi may mắn nhỉ. Anh Dương cũng rất vui, cũng rất thích món đồ này. Bố Diệp nhe răng cười, hớn hở lại nhận nhiệm vụ lái thuyền. Nhưng trong chốc lát, ông lại nhăn mày. Hình như gió hơi to lên rồi, tiếp tục đi thuyền sẽ không ổn định như vậy. Đợi về nhà, trời sẽ tối mất, tối thì tối. Dù sao sau khi trời tối cũng ở vùng biển quanh đây thôi. Bố cứ lái sao cho ổn là được. Anh Dương nhìn đồ trên thuyền, cười tê tết. Sau đó suốt chặng đường mọi người đều đắm chìm trong niềm vui. Vốn tưởng rằng tiếp theo có thể về nhà an toàn, ai ngờ vừa về đến vùng biển quen thuộc. Mới vui được một lúc, họ lại phát hiện thuyền của anh cả Diệp và Diệp nhị ca bị tụt lại phía sau. Thuyền của anh quang tăng tốc chạy lên trước thuyền của họ, nói với bố Diệp và mọi người. Họ mới phát hiện ra, lập tức tất cả đều giật mình hoảng hốt. Sao lúc nãy còn tốt mà giờ không theo kịp vậy? Này Thông gia, đừng lo lắng quá, có thể tàu gặp trục trặc gì đó. Chúng ta quay lại tìm họ nhanh đi. Cũng không trách được bố Diệp không phát hiện ra, vì ông ấy dẫn đầu, luôn tập trung nhìn phía trước. Lúc này anh Quang nói, bố Diệp ơi, có một chấm đen nhỏ ở đằng kia, nó đứng yên không động đậy, anh cả và anh hai chắc là ở đó. Sao lại đứng yên ở đó nhỉ? Có phải máy móc gặp vấn đề gì không? Có thể thật sự là máy không chạy nữa rồi. Này Thông gia, anh nói có phải do lúc nãy sóng quá lớn, nước biển tràn vào, máy móc lại chạy liên tục không ngừng, nên mới gây ra sự cố. Khó nói lắm, máy móc trên tàu này vốn dễ hỏng. Chiếc tàu đó là của ông nội con để lại. Khi thành lập hợp tác xã thì bị tịch thu, đến lúc giải thể trả lại thì gần như hỏng hết rồi. Sau đó bố phải sửa chữa từng chút một. Chắc là có nhiều vấn đề lắm. Bố Diệp và Bối Phú cùng quay đầu hai chiếc tàu, hướng về phía chấm đen nhỏ ở xa. Diệp Diệu Bằng và Diệp Diệu Hoa cùng những người trên tàu như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột vô cùng. Đã gần đến nhà rồi, máy móc lại đột nhiên không chạy, tàu chỉ có thể trôi nổi theo sóng trên mặt biển. Những tàu phía trước vẫn chưa phát hiện ra họ. Một lúc gọi trời trời không thưa, gọi đất đất không dạ. Đúng lúc họ bó tay không biết làm sao, hai chiếc tàu phía trước đã quay đầu lại. Họ xích khóc vì vui mừng. Khi mọi người dừng tàu, bố Diệp liền mắng to, thằng cả, thằng hai, chúng mày làm cái gì vậy hả? Tàu hỏng sao không la lớn lên một tiếng, hoặc là vây cờ gì đó chứ? Nếu không phải Thông gia đuổi theo nói không thấy tụi bay. Nhị Dương vội vàng chuyển chủ đề, đúng rồi, sao lại hỏng vậy? Có phải do lúc này sóng đánh vào làm nước tràn vào không? Chúng tôi cũng nghĩ vậy, nhưng chính xác là thế nào phải đợi vào bờ rồi nhờ thợ đến xem mới biết được. Chúng tôi cũng không hiểu việc sửa máy này. Gần đến nhà rồi, toàn gây rắc rối. Mau vào khoang tàu lấy dây thừng ra, buộc tàu lại với nhau. May là không bị nước tràn vào, vẫn có thể kéo về được. Bố Diệp bị dọa một phen vô cớ, giọng nói có vẻ gay gắt. Anh cả và anh hai nhà họ Diệp cũng không dám cãi lại. Khi họ buộc tàu của hai anh em vào phía sau hai chiếc tàu kia, trời đã tối đen. Họ từ từ tiến về phía trước. Ban đầu chỉ cần 2 tiếng đồng hồ, giờ phải mất thêm 3 tiếng nữa mới đến được bến của làng. Khi mọi người đưa được cá lên bến, Nhị Dương và anh Tài lại mặc cả một hồi. Sau khi thỏa thuận xong giá cả, anh Tài bắt đầu tính toán cho từng người. Anh Dương, cá mú xanh của cậu là 275 cân, 1 cân 3 đồng 6 hào, tổng cộng là 990 đồng. Rượu Bằng, rượu hoa của các cậu là 187 cân, là 673 đồng 2 hào. Anh Chính, tiểu tiểu, là 639 đồng, của anh Quang là 738 đồng. Ôi, mọi người giỏi thật đấy. Đừng về mà bắt được nhiều cá thế. May mắn thôi, may mắn. À đúng rồi, anh Tài, mấy ngày tới rảnh thì qua nhà em uống rượu nhé. Được, vậy các cậu mau về đi. Đi một chuyến cũng hơn nửa tháng rồi, vợ con chắc là sốt ruột làm rồi. Sau khi mọi người nhận phiếu tính tiền, vài người đầy thùng trên tàu về nhà. Lâm Tú Thanh, mẹ Diệp và bà nội thấy mọi người về đều vui mừng khôn xiết. Ngày hôm sau, Nhị Dương đưa cho bố 800 đồng, trả cho anh Thủy 100 đồng tiền công khi anh ta về. Lúc này, trời ơi,